mình sẽ giới thiệu với các bạn là cái đường đường đi về chỗ cửa hàng mình nha. Cửa hàng mình nằm trong khu vực cái khu Bắc. Đây, các bạn đi đến vòng xoay đây. Đến vòng xoay này các bạn sẽ rẽ phải nhá. Đấy, rẽ phải. Bạn đến vòng xoay các bạn nhìn thấy cổng EcoBank đây. Rồi, ta rẽ thẳng vào. Đấy, EcoBank xin chào quý khách. Đi qua cổng tầm 5m các bạn rẽ tay phải nha. Đấy, rẽ phải đi qua đến nhà số 6 thì là các bạn đến nhà mình rồi. Đấy, nhà mình đây. Đây là đến cửa hàng các bạn nhá. Giờ mình chở các bạn đi cho các bạn đi dạo một vòng EcoBank nha. Cao Long Tattoo EcoBank xin chào quý khách. Chúng tôi chuyên xăm và xóa xăm xuất khẩu lao động. Địa chỉ Cao Long tại cổng chính HQ EcoBank thành phố Hải Dương. Cho các bạn đi một vòng. Giờ đi một vài tuyến chính nhé. Trong đây rộng lắm, đẹp lắm, nhiều nhà lắm. Cho video của tôi, cái video này của tôi chỉ được quay 11 phút nữa thôi. Tí cho các bạn ra cầu, cây cầu đẹp đẹp nhất Hải Dương, cây cầu chữ Y. Sau này bên tay phải này là đang vào móng làm tòa nhà tháp đôi 30 tầng biểu tượng thành phố Hải Dương. Tay trái là cà phê sân bóng sân tennis. Ở EcoBank này là sẽ có ba bể bơi công cộng, và những cư dân ở trong đây thì sẽ được sử dụng bể bơi đấy miễn phí các bạn nhé. Đấy, cà phê Trung Nguyên này, bên tay trái là công viên. Rất nhiều hoa và cây nhá.
Đấy, đây là một bể bơi, bể bơi quán cà phê. Rồi chúng ta sẽ phải đi lên cây cầu chữ Y. Khu này là khu đáng sống luôn các bạn. Không gian sạch sẽ tuyệt vời. Mình mở phóng xa tí. Bên này đẹp lắm nha. Cây cầu chữ Y. Cây cầu chữ Y đằng sau này bên bên tay phải này sẽ là thông thẳng đường ra nhà mình đấy nhá. Bây giờ cây cầu chữ Y mới làm đến đây thôi. Đấy, đẹp không? Trồng cây ở trên cầu luôn các bạn nhá. Đi qua cây cầu chữ Y này tầm khoảng độ 2 km là đến nhà văn hóa Sư Đông Hải Dương. Đó là sao là trung tâm của thành phố Hải Dương, trái tim của thành phố Hải Dương.